Hello anh em. Như anh em biết thì hôm nay là Ghana cho mình mua cái sự kiện mà sale cực khủng này là Halloween đó anh em. Không biết anh em đã mua chưa ta? Thì lúc mà vote nhiều giảm sâu thì cái bộ chương bình bí ngô này nè được vote nhiều nhất anh em. Thì Ghana sẽ giảm còn 99 kim cương thôi. Bộ nữ này thì giảm được 50%. Cái chỗ này thì 60, mình thấy cũng khá là ok anh em. Tất nhiên cái bộ 99 kim cương này thì quá rẻ đúng không anh em? Ok, mình mua cái bộ này trước đi, cũng chưa có bộ này đâu. Chắc chắn sẽ có anh em nói là bộ đồ này quốc dân rồi các kiểu, là bộ này mình thấy cũng khá là đặc biệt đó anh em, nhưng mà mình thấy nó không có đẹp đâu. Theo mình thôi, còn anh em thì có lẽ nó sẽ khác. Ba lô này thì cũng khá là kinh dị ha. Nên mua không ta? Trái lựu đạn nè, thôi thì mua cho luôn cái trái lựu đạn này đi. Cái chỗ này thì chắc thôi anh em, chỗ này mình không thích lắm mấy. Bộ nữ thì mình cũng không có dùng. Ok, thì mình mua luôn cái ba lô này để test cho anh em xem nha. Ok, một ba món đi. Còn hai món này chắc để sau. Theo anh em thì có nên mua hai cái này luôn không? Để lại ý kiến cho mình nha. Ok anh em, này thì hợp toàn nhân vật hot cái kiểu nữa. Này thì chắc là thôi anh em, mấy con này để cần thiết thì mình mua luôn chứ mà hợp này chi mà không. Ok, còn gì nữa không ta? Sự kiện trợ thủ nhào lộn các kiểu này em, nhiệm vụ này chơi 30 trận nên em cái skin của vua tử thần này em, skin này cũng khá là đẹp đó em, giảm giá trợ thủ này giảm được 50% tất cả trợ thủ nè, không tất cả đâu, có mấy con nó không có giảm nữa. Ok, còn gì nữa không ta? Tải dữ liệu để tí đi. Để anh cho anh em xem cái skin của con Turbo ha. Vô đây. Kỹ năng con này là như là nó cái gì? Tăng máu cho bơm keo hay sao anh em? Lâu quá quên mất nó là gì rồi. Như tầm đúng rồi, tăng máu cho bơm keo thì phải không? Là này đúng không anh em? Theo này, đây cũng khá là đẹp đó anh em. Ok, như bộ đồ kia thì phải ao ra đúng không ta? Cho anh em đợi tí mình ao ra cả nha. Vàng nè anh em, trang bị luôn những cái lựu đạn luôn, bị luôn em. Tay chân đâu hết rồi nào? Thấy cũng khá là độc anh em, nó hợp cho mùa Halloween lần này đó, nhưng mà đẹp thì theo mình thì nó không có đẹp. Em thấy sao? Anh em thấy bộ đồ này sao? Vô trong thực chiến thử nó như thế nào nha anh em. Như mỗi lần test mỗi lần thì vô trong huấn luyện test thôi nha anh em. Tranh thủ quay mình quay tí xíu thôi. Mấy con robot nên em thấy cận cảnh nè, khá là ok đúng không? Nó được nhận miễn phí thì anh em mình tranh thủ nhận thôi. Vô đây mình test luôn cái quả lựu đạn cho anh em. Nó nổ như thế nào
anh đi. Qua bên kia đi. Ok, giờ thì mình vô trong khi bắn tí xíu nha nè. Cái gì ta? 4 với mặt 15 đi. Kinh dị đúng không em? Lô 3 đây. Ừ. Quá kinh dị luôn. Ok, để tí xíu nha. Video nó thấy hay thì cho mình xin một like, chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp mình nha. Bấm luôn cái nút chuông thông báo thì khi nào mình ra video thì sẽ thông báo cho anh em. Hẹn anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em.